Hello Đạt. Xin chào, xin chào. Người đâu hết rồi ta? Ngồi im hơi lặng tiếng này. Nam à, hay là mò vào buổi sáng thế này, không đau bụng mà. Hello em yêu, sáng ngồi đọc truyện xong rồi đau bụng hay là ngồi đến giờ mới on? Chả hiểu sao sáng ra đọc truyện ma nhưng mà cuốn phết, nó khá là hay đấy. Cái chuyện hồi nãy chị xem cuốn phết chứ đùa. Ừ.
Ok. Chào anh Lâm. Sao lại không tải được? What the hell? Bên mày kỳ cục sao ấy em ạ? Hay là để chị tải về máy rồi chị gửi drive qua cho mày? Không pet đâu mà pet. Con đấy là con bạch trạch. Con wiki của game á. Đây nè. Con này nè. Wiki hướng dẫn của game á. Gang ui, hello Nam nhá, chào Dũng Lê nha. Hello Đức Anh. Nó đứng nãy giờ á, hay là để chị tải rồi chị gửi cho mày. Chào Khánh nha, chào mọi người. Mọi người tưởng Tiên sủi đúng không? Nhưng mà Tiên không sủi đâu. Hôm nào tôi sủi tôi sẽ thông báo bằng một chiếc story rằng là hôm nay Tiên nghỉ, hoặc là một chiếc ảnh nào đấy thế thân cho Tiên. Hay để chị tải về chị gửi cho mày rồi mèo ạ. Mặt này á, mặt ếch mà. Trời ơi, đây là ếch xanh đó. Đây là công chúa ếch xanh đó mọi người. Đâu có đổi đâu, mặt này vẫn thế đó giờ mà. Còn cái mặt xinh đẹp kia là đây này. Còn cái mặt xinh đẹp kia thì đây nè. Nhân vật này là nhân vật khác. Đây nhân vật khác. Hay nhau mà. Đây là đặc trưng rồi. Này là xinh còn gì đấy, mọi người đã bắt đầu kỳ thị ếch xanh rồi đấy. Đừng kỳ thị ếch xanh như thế. Đây này xinh đấy rồi còn gì nữa. Đây cũng xinh này. Cuộc sống là phải vui tươi, buồn cười là tốt rồi đúng không? Xem nào, không có đứa nào quen hết thôi. Game luôn. Còn 2 ngày nữa Võ Lâm chuẩn bị mang lên tầm 49. Ồ. Mấy hack mình bao nhiêu rồi, hôm qua không vào game luôn. Hôm qua nhờ đạt cày hộ. Hôm qua không vào game luôn. Có chơi với Akame. Ủa chắc có chơi. Chẳng mình con.
Hồi trước ở chơi Kame với gì nhỉ? Quên xứ. Đi vào 27 à? Ồ, 27 là không hơi hơi chậm ở S1 rồi. Xem nào, đi đâu đây? Đang luyện động đi. Cho vào động. Team, một team, hai team, hai team chui vào động luôn cho nó an toàn. Rồi, xong. Đi một bé. Nằm đấy đi friend, nằm đi đi bro. Má, cứ chém chúng, bắn chúng khí không? Cứu năng tiếp tục sử dụng à? Mắt tim mình đâu rồi ta, nó đánh gần xong rồi, hai ông thần tim mình chạy đâu hết rồi. Tôi đi xem. Trắng mà. Đâu ấy nhở? Bên
全部丢！敌人还远，但没通信。你在哪？先缓缓。 哎，你这么慢！你要的在。 要多多注意才行。我发现了敌人，极阴之力，毁灭一切。他黑猫嘴。 Tìm kiếm mất hai con tí rồi. Mà không biết nó chạy đi đâu mất tiêu. Hết mong phải chạy bộ thôi chứ sao rồi. Thả phù nữa ở đâu đây? Bắn nhau ở đâu ấy nhỉ? Chả thấy team nào. Phù này không thể là phù tự do được. Phù random. Đâu nhỉ? Ngon. Hương cam. Tóc phản à, đẳng cơ thôi. Bên này vui nhỉ. Cầm luôn. Sắp cam đồ. Hảo thần kỳ cái phấn mô. Sắp cam đồ. Mm-mm.
Lại đuổi hai team rồi. Chó nó đứng bắn vậy trời. Ăn thôi. Phải xả giá ngay. Nó đi lại còn. Má mấy thằng mất nét này. Ôi hết móc câu rồi. Ôi, chả thèm đuổi nữa đâu. Hôm nay nhìn giống mà là sao lại tối qua chơi Liên Minh. Má không để mình cây vũ khí tím nào luôn ta. Trời ơi cái bọn này. Kiểu tuế và sư hủ mà. Đúng mà. Được đây. Bọn này đi trả thèm sách đông đóm tí nào nhở. Tổ sư mày. Thằng khốn nạn. Chuyển giáp vứt thôi. Hào sân chí đô phần mô. Đoạn rên. Chẳng dụ. Quỷ khóc. Ôi. Trời ơi, không muốn vứt cái nào hết. Đi 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 đi.
Phải rồi à. Hai tim. Cái gì hay quá bà già. Hay quá chị ơi. Bà già. Tinh tinh thật sự. Check xem cái thính còn không hoặc là mua. Đều lừa. Chán hả? Ở mẹ đây. Cái này để cho mày. Cần nó. Tôi sẽ đi xem. Xem có Đây là hợp với cái này. Đó là để ăn xong rồi đi săn thú. Nó rất hữu dụng. Cần gì không? Nếu 丢我一下，还有符啊，还有符，丢我一下，快快快！那给符高高就爱摸了呢，走。要来看看这个吗？啊，难寻啊！魔符，要不到这里看看？空投那里还有个吃啥的，新的，去吧去吧。与我战斗！啊，你们站好！行医之道，妙手回春。啊，不战。其实服完了。OK。Bị giữ quá, không cứu được. Này sao cứu trời. Vừa mới kéo dậy, trời ơi, phí ơi là phí. Không biết bọn kia có vào được không. Chết bo luôn rồi kìa. Bọn nó chết bo luôn. Có thế nhờ. Trời ạ.
你关了皮。10 à? 1, 3, 3. Ảnh ư, chỉ chẳng mạnh nhờ. Nó cứ bắn gì trời. Xa xin hỏi. Mãi phải thật. Chỗ này có hai con trong đó lận, một con ở đây, một con trên này. Bị đớp mặt con ở đây. Thằng luôn. Má thính nhà trời. Nhiều còn cơ may nào. À! Cụ mày nha. Trợ cụ hảo tự kỷ, tài năng bằng cụ hảo tự kỷ. Hello Đức Duy nha. Cái gì đề xuất? Thì ăn mày khi được lên đề xuất đâu. Mình thằng lẻ thôi. Mình lẻ thôi. Còn lại là có team hết rồi. Đây. Ba hai một. Ba hai một, còn hai thằng đây. Một nè. Một thằng nữa. Ba thằng kia với mình. Rồi xong. Mình em nữa thôi. Cảm ơn. Mình em nữa thôi. Làm sao thằng nào. Anh cứ đánh mẹ đi lại còn. Lại còn mình là đứng đây mà nhìn nữa. Xong ăn rồng. Gì có con một thắng. Team này team đủ mà.
Team này hình như là team hồi nãy bắt team mình ở trong 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 bãi thuyền ma thì phải. Ai, hơi phí. Thì chết luôn chứ còn gì nữa. Còn gì đâu mà phải giữ đúng không? Một vết bàn. Đi ăn cơm chưa? Đi ăn chua. Tí nữa mới ăn. Cấp bao nhiêu rồi nhỉ? 67. Cũng nhanh. Tính ra mùa này mình đánh cũng lẹ. Gì ngồi chửi người ta thế, xử lý luôn bây giờ. Ok ngươi救天下人难，但我愿意一试。Mọi người ăn cơm đừng nghỉ ăn cơm đi ha. À, gì hai súng mẹ rồi. Tớ nghèo. Nghèo dữ luôn á trời. Chào mẹ gì. Sao đích này được thả rồi? Rồi đi. Ai nhá nhầm. Ừ.
Giờ cho tìm lại phần cứng à? Ok. Không phải là anh cái gì? Nơi đó có địch nhân. Đây này, phản hồn đây này. Nguy hiểm. Địch nhân ở trước mặt. Chạy mất tiêu. Binh vớ vẩn nha. Sơ. Không có móc câu. Đây rồi. Phải tốt tốt chú ý mới được. Không phải chết thôi. Cái này hình như là hồi nãy làm gì đã lút đâu nhở. Lút rồi. Thôi đi. Chắc tìm khác. Ui FK. FK. Mở luôn. Tôi chẳng hắn sẽ hợp. Xin bảo hắn lưu cho tôi. Tôi muốn xem cái này. Súng. À, rồi, cái này thì sẽ thế. Không có miếng cận kháng nào ta. Đây rồi. Đi phải chạm. Cầm vậy. Không có rồi.
Má không. Lại là ý tuệ rồi. À ơi. Ủa, đứa nào cầm mẹ cái đao của tao rồi. Trời ạ. Khốn khổ ghê. Ôi, thằng kia đang bị đuổi thì team mình ra đỡ cho. Cho tao đi. À, không kịp. Mà nó chứ. Chết cụ mày. Một team khác nó đứng nó bắn nhiều. Hồi nãy team lại team kia đang bị đuổi. Team mình ra đỡ hộ luôn á. Đừng chết. Ôi không. Chết phải, chết phải. Khoan khoan khoan. Khoan khoan khoan. Có phản hồn mà, trời ơi, nằm đấy làm gì? Ây à, thật xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Đứng đấm nhau ở ngoài bo lâu vãi cái xưởng. Ây ôi. Nè, hai thằng này chết bo luôn mấy hài này. Heo bị tú sửa. Cả hai thằng luôn, chết bo cho xem. Tao thách chúng mày vào. Đấy, tao biết ngày mà. Đủ quá. U, đứng đến đây là chỉ có chết thôi, chứ không thể vào bo nữa. Đây, chết hết bo hết rồi đấy. U, để chết bo hết rồi đấy. Cứ đứng nhây nhau thế, em đéo. Mẹ đi vào đi còn. Hello anh Duy, hello Sang nha. Chào em đã on à? Ngủ giờ mới dậy đúng không? Chết bo cả lũ mà. À. Có Thanh Hà đánh ok. Thanh Hà đánh ok. Thế ta mời thằng này vào luôn. Ơ à. Nó ấy rồi. Thằng này thì bình thường. Em cũng được. Nhây cũng được. Nó giữ mạng cũng lâu. Từ rồi, đánh thử xem. Này, lịch sử. Ôi trời. Toán trừ cộng chả được nhiều. Má nhìn 3 trận này. 3 trận cộng 0 là bởi vì mình xài 3 cái thẻ bảo vệ điểm. Ăn sáng á, tầm này ăn sáng gì nữa, tầm này là ăn chua. Em đang vừa ăn trưa rồi vừa xem nè. Mọi thứ đều sẽ từ từ tốt lên.
Ê ờ giật phát. Ở Việt Nam nhưng mà sống giờ nước khác đúng không? Ôi, nó nhảy đâu đây? Ok. Khu này không có đông đóm. Lút thôi, xạo rồi. Đến lúc khu này mình ta sẽ độc chiếm khu này. Phí sủ nếu là chả toàn côn dữ trời. Ngon. Có người thì chắc chắn là truy kích của team mình rồi. Úi giời ơi, truy kích ở đầu sau lưng. Thôi thì kéo truy kích vào đây luôn vậy. Rồi chuẩn bị hỗn chiến này. Đông lắm. Hai team lên rồi. Mà đuổi khiếp khiếp khiếp. Chém mày chết luôn chứ mày ngồi đấy mà mày. Thank you.
Chết, chết, chết. À, tôi xong rồi. Trời ơi, cái thằng kia. Mẹ nó tự nhiên chết làm pha ngu rồi. Sống hết rồi kìa. Hai team, mình chiến hai team đấy. Team mình chiến hai team đấy. Hồi nãy giết một team rồi, đây là team khác này. Đừng chết các bạn ơi. Bên đây. Chị Chào đây là team mình truy kích luôn á, rồi lại đến team khác nữa rồi, cái này đó là. Rồi, lượn thôi, bắt ung đi nha. Sao đất bị đất hai vậy trời. Ây da. Còn nguyên cái phù luôn trời. Ngon vậy. Ai, không làm. Hết phù rồi. Tổ sư ghét nha. Thế mình cái chuyển trang bị. Ui ơi, cái thằng này. Trời ơi. Là rồi. Rồi là rồi. Mày cũng đâu có làm được gì tao đâu.
Dãy mà làm gì? Kiểu gì giờ chết? Chạy giáp luôn. Má, toán xong đau cuộc đời. Ai ơi. Phun xong đau. Một mà xong đau. Ủa sao mình không có xu tiền nào vậy rồi? Hả? Nãy giờ lo đánh nhau sao không có một xu nào trong người luôn. Chịu thật sự. Chơi cho khế cho phê à? Ngáo à? Tùy xem. Tùy xem. Ê. Đưa tôi 1 sợi đi, 1 sợi, 1 sợi, thế thì đủ. Bạn muốn đi bên kia không? Không. Không gì cả. Không gì cả. Không Không có gì để thả, hồi nãy chưa mở được cái ô nào để mà nhặt hết đống khí đi. Hả? Dưới đây. Đuổi mình dã man vậy trời. Ê à, chết em. Trời ơi. Sắp trận xa quá. Cố lên mà ơi. Rồi xong. Đi. Đi rồi. 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 Đây hả? Ui. Dùng ulti cứu đồng đội 80 lần. Rồi.
救天下人难，但我愿意一试。Rồi, hết ly trà sữa. Cảm ơn Trang đã donate nha. Thank you em. Bạn tim. Cũng đang đọc cái bộ kia hay sao? Cuốn mà, cái chị xe hồi sáng. Hay. Phần này viết hay phết. Với lại nó ngắn chứ nó không quá dài. Hay à? Với lại nó viết cũng gọi là có cơ sở đấy. Vì nhà nào cũng mong con trai cho nên là bây giờ dân số Trung Quốc nó mới lệch như thế đấy. Nó có 4 phần thôi, đóng nhanh không mà, đóng có tí là xong. Sáng chị... Cái lúc chị xe đấy đó chị mới đọc cái có tí. Là mới đọc đến phần 3. Xong chị ngồi đọc nốt. Xong chị ngồi đọc nốt cho đến hết phần 4. Có 4 phần là 4 trang thôi á. Ngắn. Thôi đúng mắt con... À không phải, đồng đội mẹ hết rồi nè. Cái này rất hợp. Với lại nó cũng không quá ghê, nói chung là nó hay thôi, nó chả quá ghê. Bắt tao. Mày không có tuổi. Chưa. Tí à. Sao hả? Thầm mấy ta. Thầm mấy cầm mấy ta. Mắc cái song đao đâu ta? Đâu mất tiêu rồi.
Giống thế nào đùa? Chết này. Chúng mày ăn đi. Ừ, nó đè mắt luôn đấy. Nhưng mà chả sao. Tim nó mất một cái ulti là mất lợi thế rồi, không còn gì cả. Tim nó mất ulti của thằng sọc rồi là thôi, mất lợi thế, bạn biến hình rồi, còn gì nữa đâu. Thì an lai vậy rồi, không thể thì an lai á. Ờ đâu, thì an thường thì on đến 12 giờ thôi. Nhưng mà hôm nay on trễ, hôm nay 11 giờ mới on. Bình thường là 10 giờ on rồi, là ngồi đến 12 giờ là off. Tôi cứ ngồi khoảng 2 tiếng thôi tôi nghĩ. Đủ thêm luôn. Cảm ơn. Ừ, cho mọi người bấm notify để ấy nhá. Đi nhận thông báo nhá. Nhiều lúc Facebook nó không thông báo nhưng mà thực ra tôi vẫn like đấy. Chứ không phải không đâu. Nhiều lúc có Facebook nó bóp á, nó không thông báo cho người xem. Tian vẫn on nhưng mà nó không thông báo cho mọi người. Buồn lắm. Facebook kẻ lở. Còn Facebook mất nét. Rất là nhiều người không nhận được thông báo của tôi nha. Xong lại hỏi Tian không on, không thấy thông báo đâu cả. Chỉ có thứ này bảo vật. Cái này chà, con nên cầm hai song đao không ta? Nó có cái bá chủ. Tôi sẽ cầm. Thừa slot. Tụi em không nhận được ạ. Đấy, kiểu thế á. Thực ra Tian vẫn on nhưng mà có thể là nó không thông báo cho mọi người. Nên mọi người có thể ngó qua new feed của tôi hoặc là... À không, ngó trên new feed xem tôi có xe không về không là biết á. Vậy lúc nào on tôi cũng sẽ share về story mấy cả tường. Cho nên mọi người lướt new feed của Thi sẽ thấy. Chẳng còn cái gì ở đây cả. Hết sạch đi rồi. Ê, yếu rồi nào, hỏi xem. Có người. Nó vừa chạy lóc cóc trên đầu mình luôn. Bắt nó lại. Đi,
Không mở được rồi. Ai, khổ ghê. Sao quả đấy lại bị mất ve trời. Có buồn. Trời ơi, mở ve mà nó bị ngắt giữa chừng luôn kìa. Quả đấy con kia nó câu lại thì nó ngắt giữa chừng. Nhưng mà cái ve của mình là kim bá thể. Ve của mình là bá thể vàng. Cha mày, thả tao về đồng đội mày. Chùa. Mẹ thủ tư cha mày đuổi bố mày này. Tao đi lấy đồ cũng không yên nữa trời. Không hiểu sao cái quả kim bá thể của mình lại bị ngắt được, yêu thật đấy. Bo gần mấy em. Thôi mày. Để lôi em sợ cần lắm. Trời ạ. Cái gì không ạ? Đấy nữa, nhiều quá. Quên chưa nhặt vũ khí tầm xa. Tán xa, tán xa, tán xa, cầm thôi. Cái liều thêm đôi đi. Bớt một cái katana đi. Chí yên chí lý. Quỷ mẹ ý chí. 前面有人开过那个大招的教室。不对，重新来。 Bên này phải có một con đóm. Khúc này này. Bị đớp rồi chưa? Đớp mẹ rồi. Nguy hiểm. Đi ra ngoài xem. Quá rồi, đi ra mất tiêu. Đó trời. Đừng có tham gia vào là được. Mày đứng xanh xung quanh mà bắn thôi.
情此意，哎，又走了。子平永远记在心上。嗯，录到没？十个。下次让我来帮你，相信我。行医之道，妙手回春，又能继续使用了。哎，还做伢对，带不上了。我没大了，我没大了。你不要在那看了。火气不足。武器给那些武器给开完了吗？没。我没丢点线。丢线。要不到这里看看。我他妈过去，他妈这个距离直接被这妈的给开打，我没，我真的想笑，兄弟。推个长枪的一点零，直接就被，直接就被这。我给啥来个火？Ngọc của mình chẳng ngon lắm. Được mỗi cái tán xạ là đúng. Là đúng bài. Còn chào cái gì đúng cả. Đồng chế giang trị. Sao không? Sao mà không gì? Như gì đấy mà. Chờ chờ chờ. Đang lại kháng kháng cái này mà. Đinh rừng 也需要好生照顾。点了个金的这东西。本来就带了一个。这边应该有虫子。走这边。Khúc này phải có rong róm và có một con. Những này có khi nó chưa ăn đâu đấy. Một con rồi nhá. Chỗ này phải có thêm một con nữa.你们或许需要。是玄狐祭师的力量。对了。喂，在冰，在冰。đi nhặt sạc vũ khí quên. Đâu chỉ có người cho hỏng à? Ê, có người. Bên phía sau có người đang chiến tranh nào. Ta biết là. Cho anh. Cho anh. Cho anh. Cho anh. Cho anh. Cho anh. Cho anh.背后，背后，背后！来得好！行医之道，妙手回春。啊！真是多谢。
Chết tiệt. Đánh không nhìn. Mé đằng sau luôn. Má nó. Má nó berry thẳng bên này xong nó đánh mình. Cụ mày. Bọn này đánh không có nhìn nè. Nó xoay đao ở ngay sau lưng mình luôn. Không thằng nào nghe. Ngán lắm. Một team nó đứng rình ở đằng sau liên tục. Bó cuối rồi đấy. Không hẳn là bó cuối nhưng mà có mắt cuối rồi đấy. Ở đây hết rồi. Đi rồi. Đây là con mắt cuối rồi đấy. Ở đây hết rồi. Tất cả các team ở đây rồi. Nãy nó bị dồn thì cũng phải chịu thôi. Mà chị hết ulti để cứu nữa. Chịu. Và vừa rồi thì... thôi thì có thể chấp nhận được. Không sao cả. Mọi thứ vẫn ổn thôi. Ok. Tu hành. Chưa xong game này chị mới đi ăn trưa này. Hôm nay chị on hơi trễ. Hôm nay 11 giờ chị mới ăn. Hôm nay 26 rồi à? Hai ngày nữa, thứ tư nhờ, thứ tư update Genshin. Varoncino. Yeah. Chị chuẩn bị hết đủ full nguyên liệu cho nó rồi em ạ. Chị còn chuẩn bị cả sách cho nó nữa. Tức là chỉ cần về một cái là up liên tục luôn. Mora, ở thì Mora từ từ cũng được. Cập nhật sớm mới là Ron đâu mà đòi. Từ từ mới Ron mày. Hồng Sơn, hello. Hôm nay on hơi muộn. Sáng nay mình ngồi đọc truyện ma vào buổi sáng. Cuốn quá. Đọc xong thì đau bụng. Lại ngồi chờ. Chị đủ đến 90. Chị đủ lấy bảo hiểm 90 thôi. Chứ còn banner trước chị ra Tinery rồi. Cho nên là Tinery rồi. Cho nên là banner này hên xui nhá. Lệch thì bảo hiểm cho Raiden Sugan. Còn còn chúng thì yeah ok. Welcome to my Liêu. Ừ, bỏ xa máu thì phải đi nhặt từ từ. Cái đấy thì đánh chịu nha, đánh chịu. Cái đấy thì phải chờ sa mạc ra để đi nhặt thôi đó. Không còn cách nào khác. Lên mẹ anh lạc nhật tự đi cho nó giàu. Xem nào, từ từ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 team bu và lạc nhật tự lại. Banner sắp tới nhiều cái chị muốn lấy quá. Nhiều cái chị muốn lấy quá. Cái nào cũng muốn. Tất cả em đều muốn nhưng mà em không tiền. Không thể hút hết được. Trấn thì hên xui thôi. Nó ra thì ra mà nó không ra thì thôi. Biết sao giờ.
chúng ta không thể quá cố chấp được, đúng không? Giống như kiểu Tignery á, ngày cuối tự nhiên Ron một cầu nó ra. Đâu có chủ đích Ron chấn đâu. Kiểu nó ra thì ra, không ra thì thôi á. Cuối cùng nó lại ra. Đấy là game gacha mà. Với lại cái chấn của Senna xấu lắm. Xấu òm. Ra cũng được, ra thôi. Support chị cũng có thể cho làm DPS được. Chuyện nhỏ như con thỏ. Để bên cho 3 tuê à? Chứ bên 2 tuê, chứ bên 3 tuê. Không cho 3 tuê. Nhưng mà anh tiền à, xin bề sao. Cái thằng kia vội đi đầu thai mày chứ gì, chạy mẹ xuống gì đấy. Xong còn con game âm dương sư, nó cuối cùng nó cũng cho mình vào game. Tổ sư nó mấy tháng trời nó không cho vào game. Mình cũng chả làm đến mẹ gì luôn. Thì hôm qua cuối cùng nó cũng cho vào. Nhưng mà bây giờ không có thời gian để cày nữa rồi. Giờ hết thời gian. À, cái chuông này rất là buồn cười nhá. Đứng ở đằng xa thì nhấn một phát là được. Nhưng mà đứng gần như này thì nó không ăn đâu này. Đứng gần bắn là nó không ăn đâu này. Buồn cười lắm. Nam muốn cả đôi. Thực ra thì âm dương sư cũng chỉ cần kiểu treo để farm ngự hồn thôi á. Mà lười bật. Bật cả hai á, ngồi farm. Xong rồi còn phải đi ghép bởi bla bla bbp. Đi boss thế rồi. Nhiều thứ để cày lắm. Sao thế? Sao thế? Chuyện sao? Chuyện sao? Chuyện sao? Chuyện sao? Chuyện sao? Chuyện Lại đến rồi, lại đến rồi, khoan đi. Tả ba, bố mày là trong phủ rồi. Khoan lại, chơi chi, tả chơi chi. Thôi anh nhìn nó bên phòng rồi. Nhưng mình chỉ lưu rồi, bố phong phủ. Đó mất tiêu rồi. Chưa xong mét hả? Chưa chạy xong rồi. Còn mấy cái dương ẩn hay quét ẩn thì thôi, cứ từ từ rồi làm, ta chả vội. Chưa có hướng dẫn đủ rồi làm. Đỡ đang làm thì tự nhiên tắc. Oh man. Phải lấy thôi, bỏ vào đâu bây giờ. Trời ơi, bất công kích đi vậy. Được rồi.
Chết chạy hết nổi luôn. Đúng một thằng. Cho tao đi. Oh man. Cho cái gì? Oh man. Xong nào đây rồi. Bốc công lực cho thời gian này. Close. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Có cần cái này không? Bạn muốn chơi thì chơi. Ở đây có những thứ tốt. Đâu rồi? Dầu ạ. Sao lại đả ra lại? 2 phút. Xem có phải thích hợp không? Có phải có truy sát. Xe này có chút đồ gì. À? Sao? Lại ra một cái song đao cam nữa kìa, đúng mà ngon vậy sao? Chỉ biết cái đấy thôi. Hai người nhảy nấm. Ui, có người, người. Bao nhiêu nhỉ? 9 giây, chuẩn bị mở phù này. Đánh rồi. Chạy mất tiêu rồi, một phút nữa thôi bạn ơi, tìm chỗ đi. Rồi xong, éo mở được phù rồi. Lùi đào đến chết. Phán sổ lại. Nó mất nét này, đừng bắn nãy giờ mày. Ném mở được phù, trời ơi. Quá trời ơi, bị tụi kia nó thả trước hết rồi. Mát thả phù liên tục luôn kìa. Game này căng thẳng quá nhở. Thăm tá xe. Có cái tán xạ nhỉ. Bên
À, học rồi, không, cũng rồi. Bắn chết được đứa rồi kìa, ngon. Phải lắc ở nhà, phải lắc ở nhà. Đó nó. Lắc lòi cái con mắt. Cái gì đây? Người ta định đánh nhau. Nhìn phóng bia à, không phải à. Sao nó sợ. Má để nó đứng bên cạnh nó bắn kìa. Nhớ hiểu được đấy. Nhớ thì thở được. Vẫn thật. Vớ vẩn thật sự luôn. Tổ sư cơ mày. À, ngọc ngon quá. Trời ơi. Tán xạ nè. Nhưng mà hết chỗ nhặt rồi. Ây ôi. Đi xuống đi. Chúng ta cần. Không, cái nào cũng muốn cầm thôi, cầm đỡ cái này đi. Shopping lâu quá các bạn ơi. Lắc lắc rồi đây. Ai vừa yêu anh khả là. Dùng
劫将至。lock lock lock。跟上。开心是吧？躲躲躲躲。弹药空了。烧尽一切，与我战斗。实话实话实话。有敌人经过。相信我。有人要吗？抓住更多人了，狗呗！无尽的痛苦中颤抖。哎呀，đâu rồi, đúng rồi, đâu rồi. Tao vật nó sao? Ơi, đi bắt đứa khác. Tổ sư, quay lại đây. Không phải xuyên tâm cướp. Khoan, chuyện gì? Kinh lôi tập kiếp. Cái này rất hợp với 我父母也失踪了。都带上了吗？此剑不值，此瓶永远记在心上。下次让我来帮你。大哥没好乐。看，这样就好了。dầu quá trời ơi, đời em mấy khi được dầu như thế này đâu. 你们或许需要。太肥了，你要这个吗？要来看看这个吗？有人要吗？哦，那丢命肉咋满了呢？这不是有个金闸吗？你们不换吗？刚刚的。哎，哪里的？这个留给你了。有白好呢。thấy cũng vậy hồi nãy có một cái giáp cam bọn này chưa thay sao mình có thể cướp cái thỉnh cam này这里有些好东西。拿呀！你这人怎么不拿？你们拿呀！啊！关金霞呀！没给人来接这干嘛？我昨天要准备热呀。我战斗！跟上！敌人不远。哎呀！下次让我来帮你。con này là tam lương. tao đốt mày, tao đốt mày, bắn đi. bắn này.对啊，一丢丢血。都会走，没得走。你们那个干嘛？一个人啊？他妈的，那大佛勾住了，跟猴子一样，我操！跑哪去了啊？这边刚刚有一个呀！啊，是是是是是。敌人不远。哪位？来。那nó đen đen thui, tìm nó mệt quá chứ uổng ấy. Nó đen mà. Ta hỏng cả. Đinh Nhuận, 也需要好生照顾.
就能继续使用了。我连吐一口地，完了。五倍强。对对对，丢一个，丢一个，我来。来拿东西。啊，六倍强。这这这。里面有敌人。远处有。再打。你去吃花，吃花回来。换甲。走啊，咋都没你雷呢？这火男，这火男走的很啊，这火男。收进一切。捡了一个白的，捡了一个红的，死假的呀！我这个火男，妈，这个火男的换甲换了一个，哎，怎么做的？要吗？啊，这个要多多注意才行。火男换了一个破的，这有两个了。毁灭一切。看着我想叫，要多多注意才行。你们或许需要。那不留下了。三娘吧，三娘刚刚不知道人哪去了。trời ơi, bỏ cuối rồi nấp làm gì nữa? Nguy hiểm, địch nhân ở 眼前. Con tin này tao biết mà. Thời kỳ thời kỳ, thời kỳ thời kỳ, thời kỳ thời kỳ, thời kỳ thời kỳ, thời kỳ làm sao đâu rồi rắn á ế cửa sau nè tao bỏ nào chuyện á trốn làm gì nữa bạn ơi trời ơi là trời khổ ghê chơi à百发百中。trời ạ, tao đang cầm cái súng kho lửa. Đây, cho tao đốt nó miếng. Đốt làm gì nhở? Ba hết một thôi. Hai thằng đần này.将至，可以放心去战斗了。毕竟天下人，cơ bản là team mình cũng hai lớp ấy rồi, hai lớp cam, ba lớp cam rồi, đập thì cũng chả được bao nhiêu. Team mình cũng full đồ rồi, toàn ngọc cam không à. Tám kill, quá trời kill. Ai được một cái chiến thần, cái diêm vương. Ok, thôi nghỉ ăn cơm. Thế là được rồi.
Chị bật sẵn ulti cho nó luôn mà. Là xuống một cái là nó hồi đầy giáp luôn à. Có gì đâu. Ủa xa là ăn sương xong rồi cưng có chơi không á? Không nhá. Tối chị mẹ on. Bye bye mọi người. Giờ thì nghỉ rồi. Chiều chị nghỉ. Tối gặp lại mọi người sau ha. Tạm biệt.